Chào đón quý khán giả đang đến với chương trình Đế Chế Thời Trang. Diễm Hương và quý khán giả lại tiếp tục cùng nhau tìm hiểu cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao của các thương hiệu thời trang khiến bao con tim phải mê đắm. Trong chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả hãy cùng Diễm Hương bước vào đế chế mang tên Dolce & Gabbana, thương hiệu được tạo ra từ bàn tay, khối óc phi thường của hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana, bộ đôi hoàn hảo trong giới thời trang. Dolce & Gabbana là câu chuyện về một cuộc gặp gỡ, sự kết hợp giữa hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana đã tạo nên thương hiệu thời trang cao cấp Dolce & Gabbana làm khuynh đảo thế giới. Domenico Dolce sinh ngày 13 tháng 9 năm 1958 trong một gia đình thợ may ở đảo Sicilia, nước Ý. Ngay từ bé, ông đã muốn trở thành một nhà thiết kế. Cha ông là một thợ may và mẹ có cửa hàng bán quần áo và vải vóc. Sau này, Domenico cũng theo học về thiết kế thời trang tại Sicily, Ý và quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này. Còn Stefano Gabbana sinh ngày 14 tháng 11 năm 1962 tại kinh đô thời trang Milan của nước Ý. Trái ngược với Domenico, Stefano không tiếp xúc với thời trang từ nhỏ, bởi Stefano muốn tiếp bước người cha theo học về thiết kế đồ họa. Nhưng ông sớm nhận ra đây không phải là công việc mà mình yêu thích. Ở hai vùng đất xa xôi và theo đuổi những ước mơ khác nhau, nhưng định mệnh đã mang Domenico và Stefano đến với nhau. Hai người gặp gỡ lần đầu tiên vào năm 1980 khi họ cùng làm trợ lý trong một công ty thời trang ở Milan. Môi trường làm việc gắn bó khiến họ đã tìm thấy ở nhau rất nhiều điểm chung. Không chỉ có cùng một niềm đam mê vô tận với thời trang, họ còn có chung những thần tượng và chịu nhiều ảnh hưởng của cùng một phong cách. Trong đó có phong cách Địa Trung Hải, cũng như xu hướng nghệ thuật Baroque, một phong cách nghệ thuật đặc trưng của thời kỳ phục hưng Ý. Nhưng quan trọng hơn cả, họ là những con người đồng điệu về tâm hồn. Họ sẵn sàng sẻ chia với người kia những bí mật của riêng mình và tìm thấy ở nhau sự cảm thông, bởi cả hai đều là những người đồng tính. Rồi họ quyết định gắn bó hơn nữa với sự chào đời của hai đứa con tinh thần, thương hiệu thời trang Dolce & Gabbana vào năm 1985 dưới sự giúp đỡ của gia đình Domenico. Từ buổi trình diễn bộ sưu tập đầu tiên dành cho nữ vào năm 1986 tại Milan, các mẫu quần áo đã mang đậm ảnh hưởng của vùng Địa Trung Hải. Tuy nhiên, nó vẫn chưa được đón nhận nồng nhiệt. Và chỉ đến khi ca sĩ Madonna ca ngợi và lăng xê những thiết kế của Dolce & Gabbana, thì cái tên này mới thực sự tạo lập được một đế chế mang tên mình. Và chỉ sau vài mùa trình diễn, Dolce & Gabbana đã xác lập được cho mình một phong cách hoàn toàn khác biệt theo trường phái đa số, tính hoa mỹ, mô phỏng nét mơ mộng của Sicily.
tâm đầu ý hợp trong thiết kế và kinh doanh đã giúp tên tuổi của họ lên như diều gặp gió. Từ dòng thời trang nữ, họ cho ra mắt các dòng đồ đi biển, đồ lót, nước hoa, thời trang nam, mắt kính, jeans, cũng như nhãn hiệu phụ D&G. Những thiết kế của họ đều tôn lên vẻ nữ tính quyến rũ của phái đẹp theo cách đầy nghệ thuật. Cùng nhau, họ đưa thương hiệu chung của mình trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới, tạo ra những chuẩn mực và xu hướng mới cho thời trang trong nhiều thập niên qua. Và sau gần 25 năm mặn nồng và 19 năm sống cùng nhau, Dolce & Gabbana đã tuyên bố chia tay vào năm 2005, tại thời điểm mà thương hiệu của họ đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự chia tay này không hề ảnh hưởng đến công việc. Sự gắn bó về chuyên môn của họ đã giúp nhà Dolce & Gabbana giữ được tình trạng ổn định. Sự sáng tạo của họ không ngừng tạo nên những bất ngờ thú vị cho sàn diễn thời trang thế giới. Nếu quý khán giả còn nhớ thì trong chương trình trước, Diễm Hương cũng đã nhắc đến một bộ đôi hoàn hảo khi chúng ta cùng tìm hiểu về thương hiệu Valentino. Và đó chính là bộ đôi ông hoàng thời trang nước Ý Valentino và Giammesti. Và hôm nay chúng ta lại biết thêm một bộ đôi hoàn hảo nữa, đó chính là Dolce và Gabbana, phải không ạ? Và không chỉ tinh tế trong các thiết kế, bộ đôi hoàn hảo này còn khá tinh tế trong việc phân loại các dòng sản phẩm của chính mình. Dolce & Gabbana tập trung chủ yếu vào hai dòng sản phẩm cho lứa tuổi trưởng thành là D&G và Dolce & Gabbana. Ngoài ra, còn có riêng dòng sản phẩm dành cho trẻ em là D&G Junior. Dolce & Gabbana chuyên tập trung vào trang phục cao cấp, các phụ kiện đắt tiền, coi trọng trào lưu lâu dài hơn là những thay đổi theo xu hướng. Đây là dòng sản phẩm thể hiện ảnh hưởng và phong cách của Domenico Dolce và Stefano Gabbana một cách rõ nét nhất. D&G là dòng sản phẩm hàng hiệu phổ biến hơn, chạy theo nguồn cảm hứng đô thị và cố gắng tạo ra các trào lưu hơn là chạy theo trào lưu. Cả hai dòng sản phẩm đều cung cấp quần áo bơi, đồ lót, kính kiểu, kính râm và nước hoa. Dolce & Gabbana cũng thiết kế dòng sản phẩm hàng hiệu D&G dành cho trẻ em, nhằm vào trẻ em dưới 15 tuổi. Cũng giống dòng sản phẩm D&G của người lớn, dòng sản phẩm D&G trẻ em cũng cố gắng tạo ra những xu hướng cho các bé trai và gái ở mọi lứa tuổi. Và dù ở bất cứ dòng sản phẩm nào, Dolce & Gabbana cũng không làm giới mẫu điều thời trang thất vọng.